Chào các bác, hôm nay trung tâm máy chiếu VC sẽ hướng dẫn các bác cách lật hình con máy chiếu Xiaomi Halo. Đối với cái mẫu này, để chúng ta bắt treo chân cái máy này được chưa? Hiện tại nếu mà vật ngược như thế này để chúng ta treo chân thì ảnh nó sẽ bị ngược, phải chưa? Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt để xoay ngược cái hình ảnh này lại để treo lên chân được, phải chưa? Đầu tiên chúng ta ấn menu ở trên điều khiển. Chúng ta chọn một cái mục cài đặt được chưa? Cài đặt chính là mục setting kia, chúng ta enter vào. Chúng ta di chuyển xuống mục projector setting. Enter vào đây. Chúng ta ấn xuống mục projector projection này. Enter vào. Nó sẽ xuất hiện bốn cái chế độ trình chiếu cho ta được chưa? Thì ở chế độ phong đang là chế độ để bàn như bình thường đây. Đây. Nên để bàn nó chiếu ra được, đúng không? Bây giờ chúng ta muốn lật hình thì chúng ta chuyển xuống cái mục phong xeo linh này, được chưa? Và chúng ta enter nó vào đây thì hình ảnh nó sẽ xoay ngược. Thì khi chúng ta mà lắp treo trần, bắt vào cái lỗ ốc ở giữa này, chúng ta treo như thế này để treo lên trần á, thì hình ảnh nó sẽ xuôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này.